ngoài lễ hội, lễ vật, hương đăng hoa quả, chúng ta không bao giờ thiếu cặp bánh tét của miền Nam, bánh chưng của miền Bắc. Đó là những lễ vật dân cúng tổ tiên để ghi nhớ công lao lập quốc và khai phá bờ cõi của các bậc tiền nhân của chúng ta ngày xưa. Cặp bánh tét ông, bánh tét bà khổng lồ trong lễ hội bánh tét Xuân Đất Dậu 2005 dân cúng lên tổ tiên còn là lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho sự phát triển và thịnh vượng của nhân dân thành phố chúng ta trước. Thank you.
công nhận ăn nha. Kia kìa, to